hoàng gia trông chờ Harry Meghan dự lễ đăng quang của vua Charles đệ tam. Dù vị Harry làm vẽ mặt trong hồi ký, các thành viên hoàng gia Anh đều cho là vẫn tràn đầy hy vọng nhà sử sách dự lễ đăng quang của nhà vua vào tháng 5. Nguồn tin thân cận với gia đình hoàng gia cho biết, các thành viên trong nhà bảo với tôi rằng cả Harry và Meghan chắc chắn sẽ đến. Họ rất mong chờ chuyện đó. Chỉ có một chủ đề mà nhiều thành viên hoàng gia sẵn sàng thảo luận với nhà sử sách là thời tiết. Theo tờ Mail, Harry Meghan sẽ sớm nhận được lời mời tham gia sự kiện. Khi ấy, quyền quyết định có hàm dự hay không sẽ nằm ở phía họ. Ngày đăng quang của vua Charles đệ tam mùng 6 tháng 5, trùng sinh nhật Archie, con trai đầy lòng của Sussex, một nguồn tin cho hay. Từ những gì tôi biết về Harry và Meghan, cả hai sẽ muốn dành thời gian bên con trai vào sinh nhật cậu bé. Dù vậy, các quan chức được cho là vẫn đang lên kế hoạch dự phòng trường hợp công tước sự sở sách quyết định có mặt tại buổi lễ. Những người trong nội bộ cung điện từng ám chỉ rằng hoàng gia sẽ kín tiếng trước những tuyên bố gây chấn động của Harry trong hồi ký Spurrier. Họ sẽ tập trung tôn vinh ngày trọng đại của nhà vua thay vì gây ầm ĩ về các vấn đề trong gia đình. Harry tiết lộ chi tiết về các cuộc trò chuyện riêng tư để mọi người đều phải chú ý. Khi bị hỏi về nhà sử sách, các thành viên hoàng gia lập tức thay đổi chủ đề. Họ cực kỳ tức giận nhưng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, nguồn tin nói. Nếu công tước và nữ công tước sử sách tham dự lễ đăng quang, họ sẽ chỉ là khách mời của buổi lễ chứ không có vai trò trong phần nghi thức. Cả hai cũng không được mời đứng cùng những thành viên còn lại của hoàng gia trên ban công điện Buckingham. Trong khi đó, các quan chức của cung điện đang làm việc cật lực để chốt danh sách khách mời. Chỉ với 2.000 chỗ ngồi, các thành viên quốc hội và hạ viện sẽ phải tham gia bỏ phiếu để chọn người có mặt. Bất chấp những hậu quả từ cuốn hồi ký như bị người dân ở cả Anh và Mỹ phản đối, Harry được cho là không hối tiếc. Harry nói anh ấy thực sự hài lòng về sự thành công của cuốn sách và phản ứng mà nó nhận được. Anh ấy bảo mình không hối tiếc với bất kỳ tiết lộ nào trong sách và cảm thấy nhẹ nhõm khi kể câu chuyện của mình cho cả thế giới, một vị khách tại bữa tiệc cho biết. Spurrier đã bán được hơn 3,2 triệu bản trên toàn cầu chỉ trong tuần đầu tiên phát hành và được sách kỷ lục Guinness vinh danh là cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất mọi thời đại. Harry Meghan vẫn chưa được mời dự lễ đăng quang của vua Charles đệ tam. Vợ chồng công tước và nữ công tước sử sở sách được cho là chưa nhận được lời mời dự lễ đăng quang của vua Charles đệ tam từ phía hoàng gia Anh. Khi lễ đăng quang diễn ra ngày 6 tháng 5 của vua Charles đệ tam ngày càng cận kề, người ta vẫn chưa rõ liệu hoàng tử Harry và vợ anh Meghan Markle có tham dự hay không. Một nguồn tin từ cung điện nói với Weibo cho bài viết bằng bìa số ra tuần này rằng công tước và nữ công tước sử sở sách sẽ được mời đến dự buổi lễ long trọng của quốc vương. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận của nhà sử sách nói rằng lời mời vẫn chưa được đưa ra và không có động thái nào từ phía gia đình hoàng gia hướng tới hòa giải. Mối quan hệ giữa Harry Meghan với hoàng gia vẫn căng thẳng sau khi hồi ký Spurrier của hoàng tử 38 tuổi được phát hành tháng trước. Nói về lễ đăng quang trong cuộc phỏng vấn với Tom Brady của ITV xung quanh cuốn sách, Harry cho biết có rất nhiều chuyện có thể xảy ra từ giờ đến lúc đó, nhưng anh biết đấy, cánh cửa luôn rộng mở, quả bóng đang ở trên phần sân của họ, nhiều chuyện cần được thảo luận và tôi thực sự hy vọng họ sẵn sàng ngồi xuống nói về chúng. Song với tình hình hiện tại, dường như còn cả một chặng đường dài phía trước với những hy vọng của Harry. Vấn đề là Harry và Meghan muốn cung điện đầu hàng và xin lỗi, nhưng khi hồi ức khác nhau, chuyện đó khó có thể xảy ra, nguồn tin cho biết. Dù vậy, vua Charles đệ tam được cho là đang mong tình hình lắng dịu để kịp lễ đăng quang. Nguồn tin thân cận với gia đình hoàng gia tiết lộ đây là một dịp trọng đại với nhà vua và ông ấy muốn con trai có mặt để chứng kiến lễ đăng quang của ông. Ông ấy muốn Harry quay về với gia đình. Nếu họ không làm được vậy, nó sẽ đào bám triều đại của nhà vua. Ông ấy đã bị mang tiếng là một người cha xa cách và sẽ thật tệ nếu vẫn còn tiếp tục bị mang tiếng đó. Trong khi đó, nhà sử học Robert Lacy dự đoán gia đình hoàng gia có thể đoàn kết cho buổi lễ. Giữa họ có một số bất đồng trầm trọng, nhưng đại lễ bạch kim và đám tang của cố nữ hoàng với hoàng thân Philip đã chứng minh rằng họ có thể gạt bỏ hiềm khích cá nhân sang một bên vì mục tiêu lớn hơn. Và lễ đăng quang cũng có thể sẽ như vậy. Đồng tình với ý kiến của Lacy, nhà viết tiểu sử hoàng gia Sir Belder Smith nói thêm chế độ quân chủ có nghĩa quan trọng hơn một cuộc cãi vã trong nội bộ hoàng gia. Lý do vua Charles đệ tam lần đầu hủy chuyến trượt tuyết hàng năm. Lần đầu tiên sau 45 năm, vua Charles đệ tam phải hủy chuyến trượt tuyết hàng năm cùng bạn bè để giữ sức khỏe cho lễ đăng quang. Nguồn tin từ Hoàng gia Anh cho biết, quốc vương 74 tuổi hầu như luôn tới Gloucester, Thụy Sĩ mỗi tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm trong gần nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, chuyến du lịch nghỉ dưỡng năm nay sẽ bị hủy vì ông muốn đảm bảo thể trạng tốt nhất cho lễ đăng quang vào tháng 5.
Nguồn tin nói với The Sun rằng Charles cũng nhận thức được cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay khi đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến đi truyền thống. Có nhiều yếu tố tác động, nhất là việc đi trượt tuyết trong thời kỳ khủng hoảng giá sinh hoạt là một điều không nên và nhà vua cũng không phải là người quá phô trương. Ngoài ra, sẽ là một thảm họa nếu bị tai nạn khi trượt tuyết, nguồn tin nói. Khi còn là thần vương xứ Wales, Charles từng thoát chết chỉ gang tấc trong một trận lở tuyết. Tai nạn năm 1988 đã lấy đi người bạn của ông. Mặc dù vậy, vua Charles đệ tam sẽ công du nước ngoài trước khi lên ngôi. Ông sắp có chuyến thăm tới Pháp và Đức. Các trợ lý được cho là rất mong chờ chuyến công du đầu tiên của nhà vua từ sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời hồi tháng 9 năm ngoái. Lễ đăng quang kéo dài 3 ngày của nhà vua sẽ bắt đầu bằng nghi lễ trao vương miện tại tù viện Westminster ngày 6 tháng 5. Đồng thời, vương hậu Camilla sẽ được tổng giám mục trao vương miện cùng chồng. Sau đó, đám rước nhà vua mới đăng quang sẽ diễn ra trên con phố từ tù viện tới điện Buckingham trước mặt hàng nghìn người dân xếp hàng hai ở hai bên đường. Thân vương và vương phi xứ Wales dự kiến tham gia lễ rước có thể là cùng với cả ba con. Hoàng tử Harry, Meghan Markle với hai con Archie và Lilibet cũng có thể sẽ góp mặt. Bá tước xứ Wessex và công chúa Anne cũng tham dự với tư cách anh em ruột nhà vua. Ngày 7 tháng 6, buổi hòa nhạc ở lâu đài Windsor sẽ được truyền hình khắp thế giới với tiệc tùng được mở trên đường phố vào đầu buổi chiều để người dân tụ tập ăn mừng. Tiếp theo đó, hàng triệu người dân Anh sẽ được nghỉ làm một ngày vào 8 tháng 6. Vua Charles đệ tam lên ngôi, những người nào đứng đầu danh sách kế vị? Vào ngày 8 tháng 9, 2022, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà hưởng thọ 96 tuổi. Con trai của bà là thái tử Charles ngay lập tức kế vị ngai vàng. Đến ngày 10 tháng 9, 2022, hội đồng đăng cơ chính thức tuyên bố thái tử Charles trở thành vua Charles đệ tam trong nghi thức trang trọng tổ chức tại cung điện St James ở London. Theo đó, vua Charles đệ tam nối ngôi mẹ, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị khi 73 tuổi. Ông trở thành nguyên thủ quốc gia ở Vương quốc Anh cũng như ở 14 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung khác bao gồm Australia, Canada, Jamaica, New Zealand, Papua New Guinea. Vua Charles đệ tam cũng trở thành người đứng đầu khối thịnh vượng chung gồm 56 thành viên. Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948 tại cung điện Buckingham, vua Charles đệ tam là con trai cả của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng thân Philip. Vào năm 1952, sau khi ông nội là vua George thứ 6 băng hà, công chúa Elizabeth trở thành nữ hoàng Anh. Vua Charles đệ tam tham dự lễ đăng quang của mẹ, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại tù viện Westminster vào ngày 2 tháng 6 năm 1953, khi ấy ông 4 tuổi. Từ năm 1952 đến 2022, thái tử Charles đứng đầu danh sách người kế vị tương lai. Do đó, ông trở thành người thừa kế ngai vàng lâu nhất trong lịch sử, 70 năm. Sau khi vua Charles đệ tam kế vị ngai vàng từ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, top 5 người đầu danh sách người kế vị ngai vàng tương lai của vua Charles đệ tam bao gồm hai người con trai và bà cháu nội của ông. Đầu danh sách người kế vị ngai vàng tương lai của vua Charles đệ tam là hoàng tử William. Ông là con trai cả của vua Charles đệ tam với vợ cũ, công nương Diana và là cháu nội của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Vào ngày 9 tháng 9, 2022, phát biểu trước toàn quốc, vua Charles đệ tam tuyên bố hoàng tử William sẽ là thân vương xứ Wales mới, tước vị mà ông Charles đệ tam nắm giữ khi 9 tuổi vào năm 1958. Hoàng tử William và vợ Kate Middleton cũng nhận tước vị công tước và nữ công tước xứ Cornwall của vua Charles đệ tam và vương phi Camilla. Người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng nước Anh là con trai cả của thân vương William, hoàng tử George. Đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng là công chúa Charlotte, con thứ hai của thân vương William. Người con thứ ba của thân vương William là hoàng tử Louis xếp thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng. Hoàng tử Harry, con trai thứ hai của vua Charles đệ tam với công nương Diana, là em trai của thân vương William xếp thứ năm trong danh sách kế vị.